Đảo chính Việt Nam Cộng Hòa 1963. Cuộc đảo chính tại Nam Việt Nam năm 1963 là cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính thể đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đảng Cần Lao nhân vị do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa thực hiện với sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Cuộc đảo chính đã giết chết anh em Tổng thống là Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, chính thể đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam sụp đổ và Đảng Cần Lao nhân vị cầm quyền cũng bị giải tán theo. Chuyển vai trò lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa sang Hội đồng Quân sự do Dương Văn Minh đứng đầu. Cuộc đảo chính được coi là bước ngoặt suy yếu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Dưới thời đệ nhị Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1967 đến năm 1975, cuộc đảo chính này còn được sách giáo khoa lịch sử đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam gọi là Cách mạng 1 tháng 11 năm 63. Sau cuộc đảo chính này, ngày 1 tháng 11 chính thức trở thành ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng hòa Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Nguyên nhân do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa bất mãn trước cách cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, muốn thực hiện đảo chính để chấm dứt cuộc khủng hoảng Phật giáo. Cuộc đảo chính được Mỹ ủng hộ do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không thực hiện những thay đổi chính trị theo khuyến cáo của Mỹ dẫn đến mâu thuẫn với chính phủ Mỹ, do đó Mỹ bật đèn xanh cho các tướng lĩnh đảo chính. Một lý do khác được quy kết nữa là vì chính phủ của ông chủ trương độc lập với người Mỹ, trong khi Mỹ muốn kiểm soát chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Độc tài, gia đình chị kể từ khi về nước chấp chính, Ngô Đình Diệm đã được sự ủng hộ của chính phủ Mỹ, đã tập hợp được nhiều đồng minh để lần lượt dẹp trừ các thế lực chống đối của Cộng sản, giáo phái và các đảng phái. Tuy nhiên, khi chính sự đã ổn định, Tổng thống Diệm đã dần trở mặt với các thỏa hiệp ban đầu với những người đã ủng hộ ông và giúp ông giữ được ngôi vị Tổng thống. Để đảm bảo vị thế quyền lực của mình, Ngô Đình Diệm chủ trương kiềm chế các phe phái chính trị đối lập cũng như ảnh hưởng từ phía nước ngoài như Mỹ, Pháp. Điều này giúp ông có thể tập trung sức mạnh để đương đầu với đối thủ mà ông cho là nguy hiểm nhất, những người Cộng sản. Các tướng lĩnh như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, các chính khách như Trần Văn Hương, Nguyễn Ngọc Thơ, Phan Khắc Sửu, kể cả nhiều đảng viên cao cấp của Đảng Cần Lao như Trần Chánh Thành, Võ Văn Trưng, lần lượt đều bị sa lánh và tước bỏ ảnh hưởng. Trong nền đệ nhất Cộng Hòa, ngoài Tổng thống Diệm, quyền hành bị tập trung vào trong tay một số người thân trong gia đình ông như Ngô Đình Nhu với chức vụ cố vấn chính trị, là bộ não của chế độ, nơi khai sinh và điều khiển tất cả mọi sách lược của quốc gia. Tuy là dân biểu nhưng không mấy khi đặt chân đến quốc hội để làm trách nhiệm dân cử, mà chỉ ngồi tại dinh Tổng thống để ra chỉ thị cho quốc hội làm luật theo ý của anh em ông ta. Trần Lệ Xuân, phu nhân của Ngô Đình Nhu, được coi là đệ nhất phu nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, là một trong các nhân vật then chốt của chính quyền A Key Figure in the Diem Regime với những uy quyền to lớn. Cũng là một dân biểu như chồng, nhưng bà thường xuyên xây dựng những đạo luật của riêng mình và ép quốc hội phải thông qua. Ngô Đình Cần, em trai của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, tự xưng là cố vấn lãnh đạo các đoàn thể chính trị miền Trung và miền Cao Nguyên. Trên thực tế, ông nắm hết mọi quyền hành, nhất là quyền bổ nhiệm nhân sự tại Trung Phần. Còn các đại biểu chính phủ và tỉnh trưởng chỉ là những viên chức thừa hành mệnh lệnh của ông mà thôi. Tổng giám mục Ngô Đình Thục không chính thức giữ một chức vụ hành chính hay chính trị nào, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến Tổng thống, đến các bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và các viên chức địa phương, và trở thành một cái gọi là cố vấn tối cao của chế độ. Ngô Đình Luyện, người em út của dòng họ Ngô Đình, là đại sứ của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa tại Anh, Hà Lan, Bỉ và Tunisia. Khi đảo chính 1963 nổ ra, ông may mắn thoát chết vì đang ở nước ngoài. Trong giai đoạn năm 1956 đến năm 1959, khi những người Cộng sản còn hy vọng vào giải pháp tổng tuyển cử, chưa coi bạo lực là biện pháp đấu tranh chủ yếu, chính phủ Ngô Đình Diệm đã lợi dụng tình hình để đàn áp họ, tuy chưa thể tiêu diệt hẳn nhưng tạm thời cũng chưa là mối lo trước mắt. Các cuộc cải cách xã hội cũng mang lại một số kết quả, tạo cho chính phủ Diệm một thế đứng tương đối vững. Tuy nhiên, để chống Cộng có hiệu quả, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tập trung quyền lực vào bản thân và các người em của mình, đồng thời hạn chế các quyền tự do dân chủ. Điều này không được những người đối lập tán đồng. Họ liên tục công kích chính sách độc tài chính trị của Tổng thống. Mặt khác, sự lộng quyền của một số đảng viên Cần Lao và chính sách đàn áp của chính phủ bắt đầu gây bất mãn trong quần chúng. Từ cuối năm 1959, khi những người Cộng sản miền Nam, với sự cho phép của Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, dần xây dựng cơ sở và chuyển hướng từ đấu tranh chính trị với sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang sang đấu tranh vũ trang với sự hỗ trợ của đấu tranh chính trị. Sự ổn định của chính phủ Ngô Đình Diệm bị thách thức nghiêm trọng,
nhất là khi nổ ra phong trào đồng khởi tại Bến Tre và trận tập kích tua 2 tại Tây Ninh cuối tháng 1 năm 1960, đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ. Trước tình hình an ninh ở nông thôn ngày càng xấu đi do những người cộng sản miền Nam tăng cường hoạt động với sự chi viện của miền Bắc, trước việc chính phủ Ngô Đình Diệm tập trung quyền lực và hạn chế các quyền tự do dân chủ để phục vụ mục tiêu chống cộng quá lâu, các nhóm đối lập ngày càng kích động quần chúng phản đối chính phủ Diệm như là một chính phủ độc tài và gia đình trị. Nổi bật nhất là các vụ sự kiện 18 chính khách có tên tuổi trong Ủy ban Tiến bộ và Tự do họp tại khách sạn Caravan ở Sài Gòn, nên còn gọi là nhóm Caravan, ra kháng thư công khai phản đối chế độ Ngô Đình Diệm độc tài vào ngày 26 tháng 4 năm 1960. Vụ đảo chính bất thành của nhóm các sĩ quan do Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông cầm đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 1960. Sự kiện hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc ném bom Dinh Độc Lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962. Biến cố Phật giáo năm 1963 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc đảo chính cũng trong năm này. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, hai ngày trước lễ Phật đản, Đồng lý Văn phòng Phủ Tổng thống Quách Tòng Đức theo chỉ thị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã gửi công điện số 5159 yêu cầu các địa phương siết chặt quy định không được treo cờ tôn giáo ngoài khuôn viên cơ sở tôn giáo. Mặc dù trước đó trong các dịp lễ Kitô giáo, cờ tòa thánh Vatican và cả cờ Phật giáo được treo tự do mà không bị chính phủ cấm đoán. Ngày 7 tháng 5, trong lúc dân chúng Huế và Thừa Thiên sửa soạn làm lễ Phật đản thì cảnh sát đến tận nhà buộc dân chúng phải hạ cờ Phật giáo. Nhưng sau đó Phật giáo và Việt Nam Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận cho phép treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đản. Tuy vậy Phật giáo vẫn quyết định sẽ nhân cơ hội này đấu tranh chống chính quyền. Ngày 8 tháng 5, tại lễ Phật đản ở chùa Từ Đàm, trong bài thuyết pháp, Thượng tọa Thích Chí Quang, một trong các nhân vật có ảnh hưởng của Phật giáo miền Nam Việt Nam, người bị các nhà phân tích CIA mô tả là một kẻ mị dân, cực kỳ chống công giáo, một người theo chủ nghĩa quốc gia cuồng tín, và một kẻ vĩ cuồng với mục tiêu tối hậu là thành lập ở miền Nam một chế độ thần quyền Phật giáo chỉ trích chủ trương kỳ thị Phật giáo của Việt Nam Cộng Hòa. Thượng tọa Chí Quang cũng có nhắc đến cờ công giáo Vatican treo khắp đường phố vào các dịp lễ sao không cấm, mà lại cấm đúng vào ngày Phật đản. Nhiều đoàn thể Phật tử yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho phát thanh lại bài thuyết pháp của Thượng tọa Chí Quang, nhưng Giám đốc Đài Phát thanh Huế là ông Ngô Ganh không đồng ý vì băng chưa được kiểm duyệt, nên vài ngàn Phật tử kéo đến đài để trực tiếp yêu cầu. Chấm. Sự việc đang rằng co thì khoảng 22 giờ, ai đó đã quăng chất nổ, với sức nổ tương đương 5 kg TNT, làm thiệt mạng 8 người và bị thương 15 người. Việt Nam Cộng Hòa đổ lỗi những người cộng sản đã trà trộn quăng chất nổ giết người để gây xáo trộn. Còn phía biểu tình thì kết án thiếu tá Đặng Sĩ của Việt Nam Cộng Hòa chính là người đã cho ném chất nổ và ra lệnh nổ súng để giải tán biểu tình. Ngay lập tức, làn sóng phản đối chính quyền càng ngày càng dâng cao và càng trở nên bạo động. Biến thành bạo động, cảnh sát dùng chó, lựu đạn cay tấn công đoàn biểu tình, 67 sinh viên bị thương phải vào bệnh viện. Chính quyền ra lệnh giới nghiêm thành phố Huế. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, Ngô Đình Diệm thành lập Ủy ban Liên bộ của Chính phủ để nghiên cứu những yêu cầu của Phật giáo, do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đứng đầu. Cho triệu hồi thiếu tá Đặng Sĩ, Phó Tỉnh trưởng Nội An tỉnh Thừa Thiên đợi lệnh tại Bộ Nội vụ ở Sài Gòn. Ngày 7 tháng 6 năm 1963, Trần Lệ Xuân vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu lên án là những vị lãnh tụ Phật giáo đã bị Cộng sản giật dây. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại lá thư tâm huyết. Đấu về tôn giáo, lời lẽ của bà Nhu được cha bà là Trần Văn Trương, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, gọi là thiếu lễ độ đối với Phật giáo. Mấy hôm sau, bà Nhu bằng giọng gay gắt và chế giễu cho rằng dù bà có thiếu lễ độ đối với Phật giáo chăng nữa, thì có lúc cần phải thiếu lễ độ. Những lời phát biểu của bà Trần Lệ Xuân không những làm cho mối quan hệ giữa chính phủ Ngô Đình Diệm với tín đồ Phật giáo càng thêm xấu đi, mà còn làm cho cả những người dân bình thường cũng bất bình với chế độ. Sau những lời phát biểu của Trần Lệ Xuân, liên tiếp xảy ra nhiều cuộc phản đối chính phủ, trong đó quan trọng nhất là các vụ tư thiêu của các tăng ni Phật giáo. Ngày 4 tháng 8 năm 1963, tại Phan Thiết, Bình Thuận, Đại Đức Thích Nguyên Hương, thế danh là Huỳnh Văn Lễ, tự thiêu trước dinh tỉnh trưởng. Ngày 13 tháng 8 tại Huế trước chùa Phước Duyên, quận Hương Trà, Đại Đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu. Dân chúng, sinh viên Phật tử biểu tình ở khắp mọi đường phố ở Huế, ở các quận. Sau đó, ngày 15 tháng 8 năm 1963, Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang, thế danh là Nguyễn Thị Thu, tự thiêu tại Ninh Hòa, Khánh Hòa.
ngày 16 tháng 8 năm 1963, Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã gửi một điện tín cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và cho các tổ chức Phật giáo Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Singapore v.v. lên tiếng tố cáo chính quyền và xin cứu nguy. Cũng trong ngày này Thượng tọa Thích Tiêu Diêu, thế danh Đoàn Mễ, tự thiêu ở chùa Từ Đàm, thành phố Huế. Dù đã cố gắng đối thoại với các lãnh đạo Phật giáo và ra một số văn bản nhằm giải quyết những bức xúc của Phật giáo nhưng vẫn không ổn định nổi tình hình. Cuối cùng chính phủ Ngô Đình Diệm quyết định sử dụng những biện pháp cứng rắn để chấm dứt phong trào đấu tranh của Phật giáo, và Tổng thống Diệm quyết định thiết quân luật trên toàn quốc kể từ 0 giờ sáng 21 tháng 8 năm 1963 với lý do có tin Việt Cộng sắp tràn ngập thủ đô. Rạng sáng 21 tháng 8, tức sau khi thiết quân luật khoảng nửa giờ, chính phủ ra lệnh tấn công chùa chiền trên toàn quốc, bắt hết các tăng ni lãnh tụ tranh đấu chống chính phủ. Tại Sài Gòn, lực lượng đặc biệt tấn công chùa Xá Lợi trên đường Bảo huyện Thanh Quan, đa số các lãnh tụ Phật giáo bị bắt, Hòa thượng Hội chủ Thích Tịnh Khiết bị xô ngã, Thượng tọa Thích Chí Quang cũng bị bắt, nhưng sau đó ông trốn được vào tòa đại sứ Hoa Kỳ, sau đó, Hòa thượng Hội chủ Thích Tịnh Khiết được thả nhưng những người dưới quyền ông vẫn bị giam giữ. Sáng ngày 21 tháng 8, Tổng thống Ngô Đình Diệm triệu tập nội các và báo tin là quân luật đã được thiết lập trên toàn lãnh thổ vì Cộng quân đã xâm nhập vào các châu thành thủ đô Sài Gòn. Ông cũng cho các vị bộ trưởng hay về việc đánh chiếm các chùa và bắt giữ, bọn tăng ni làm loạn. Sau vụ tấn công chùa, tình hình càng thêm rối loạn. Trần Văn Trương Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tuyên bố từ chức. Bà Trần Văn Trương nhũ danh là Thân Thị Nam Chân cũng từ chức quan sát Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ngày 22 tháng 8 năm 1963, Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu cạo đầu từ chức và thành lập phong trào trí thức chống độc tài. Tối ngày 23 tháng 8 năm 1963, Trung tướng Trần Văn Đôn cho mời Trung tá Lucian Conan, nhân viên CIA, đến gặp tại Bộ Tổng tham mưu để thanh minh rằng quân đội không tham gia vào việc đánh phá các chùa mà chính là cảnh sát đặc biệt của chính phủ. Khi Conan hỏi, các tướng lãnh Việt Nam có ý định đảo tránh không, thì tướng Đôn dè dặt trả lời, sẽ nói chuyện sau. Từ đó, Conan thường liên lạc và dò hỏi các tướng lãnh Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 1963, 300 sinh viên học sinh tổ chức biểu tình tại công trường Diên Hồng phía trước chợ Bến Thành trong lúc đang có lệnh giới nghiêm. Các trung đội cảnh sát dã chiến gần đó được tin liền kéo tới đàn áp. Cảnh sát bắn cả vào đám biểu tình. Nữ sinh Quách Thị Trang trúng đạn tử thương. Khoảng 200 người bị bắt giữ. Ngay chiều hôm đó chính quyền đô thành ra thông cáo rằng các lực lượng an ninh đã được lệnh nổ súng vào bất cứ đám đông nào tụ họp ngoài công lộ mà không xin phép trước. Ngày 7 tháng 9 năm 1963, học sinh các trường trung học công lập Gia Long, Trương Vương và Võ Trường toàn tổ chức meeting bãi khóa ngay tại sân trường của họ. Ngày 5 tháng 10 năm 1963, trước chợ Bến Thành, Đại Đức Thích Quảng Hương, thế danh Nguyễn Ngọc Kỳ, tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Diệm. 10 sáng ngày 10 tháng 9 năm 1963, thiền sư Thiện Mỹ châm lửa tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn. Mâu thuẫn với chính phủ Hoa Kỳ, một số thành viên trong chính phủ Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm tham nhũng, đàn áp đối lập, không chống cộng hữu hiệu. Một điều quan trọng hơn cả đối với người Mỹ là Ngô Đình Diệm có thái độ dè chừng, giữ khoảng cách với chính người Mỹ, cùng với việc Diệm ngày càng trở nên độc đoán, bảo thủ, khó tiếp cận và khó thuyết phục trong khi mục tiêu chống cộng đang ngày càng gặp nhiều khó khăn đã khiến cho quan hệ giữa CIA và các cơ sở khác của Mỹ với anh em Ngô Đình Diệm ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Và người Mỹ một lần nữa lại nghĩ đến nước cờ, thay ngựa giữa dòng, đối với Ngô Đình Diệm. Trong một cuộc tiếp kiến đại sứ Frederick Nonting, khi Nonting đề nghị để cho Hoa Kỳ chia sẻ những quyết định về chính trị, quân sự và kinh tế, Ngô Đình Diệm trả lời rằng, chúng tôi không muốn trở thành một sứ bảo hộ của Hoa Kỳ, có nguồn cho rằng từ năm 1961, Hoa Kỳ muốn thành lập căn cứ không quân và hải quân tại Cam Ranh, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp thuận. Tác giả chính đạo cho rằng từ tháng 8 năm 1962, Joseph A. Mendenhall, cố vấn chính trị tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã đề nghị loại bỏ Ngô Đình Diệm, vợ chồng Ngô Đình Nhu và những người trong gia đình ông Diệm, bằng một số nhân vật khác biết tuân phục Mỹ, vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không chịu thay chủ trương chính sách như người Mỹ muốn. Đối diện với khả năng chính bản thân ông Diệm không thể được bảo toàn. Trong ngày 24 tháng 8 năm 1963, Lót gửi về Washington DC một điện văn báo cáo rằng ông Nhu là người ra lệnh tấn công chùa và nói về dự tính đảo chính của một số tướng lãnh. Cũng trong ngày 24, Thứ trưởng Ngoại giao Jocbo, xử lý thường vụ Ngoại trưởng,
cùng Harriman, Thứ trưởng Ngoại giao Human, Phụ tá Ngoại trưởng Forrestal, Phụ tá Tổng thống đồng soạn và ký tên mật điện 243 gửi cho Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn sau khi được Tổng thống Kennedy và Ngoại trưởng Rush đồng ý. Nội dung đoạn cuối điện văn được dịch như sau. Chính phủ Hoa Kỳ không thể dung dưỡng tình trạng mà quyền hành lại nằm trong tay ông Nhu. Ông Diệm phải loại bỏ ông Nhu và các thuộc hạ của ông để thay vào đó bằng quân đội tinh nhuệ và các chính trị gia có tư cách. Nếu ông tức đại sứ Lót cố gắng hết sức, nhưng ông Diệm vẫn ngoan cố và từ chối thì chúng ta phải đối diện với một điều có thể xảy ra, là ngay cả bản thân ông Diệm cũng không thể được bảo toàn. Diem himself cannot be preserved. Ngày 25 tháng 8, trong chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Kennedy họp báo tuyên bố rằng, nếu muốn công cuộc ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam hữu hiệu thì cần phải thay đổi chính sách, thay đổi hệ thống nhân sự lãnh đạo tại Sài Gòn. Cũng khoảng thời gian này, Ngô Đình Nhu họp báo tại Los Angeles tuyên bố rằng Mỹ đang dự định tổ chức một cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ông tố cáo rằng, hiện thời ở Việt Nam bất cứ một cuộc đảo chính nào cũng không thể thành công được trừ khi được Mỹ xúi giục và hậu thuẫn. Ngày 29 tháng 9 năm 1963, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara cùng tướng Maxwell Taylor qua Sài Gòn gặp Ngô Đình Diệm. McNamara nói với Ngô Đình Diệm rằng việc đàn áp Phật giáo gây trở ngại cho nỗ lực chống cộng và phàn nàn về những tuyên bố của bà Ngô Đình Nhu, nhưng Ngô Đình Diệm né tránh các vấn đề do McNamara đưa ra. Diễn biến từ tháng 7 năm 1963 đã có những tin đồn về việc sắp xảy ra đảo chính. Các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim và Dương Văn Minh có ý định đảo chính để chấm dứt khủng hoảng, lật đổ chính phủ bị nhiều người xem là độc tài, gia đình trị. Theo báo cáo của CIA, đồng thời có ít nhất 10 nhóm âm mưu đảo chính cùng chung mục đích kể trên của các tướng tá trẻ. Chính các nhóm này gây áp lực khiến các tướng lĩnh cấp cao phải quyết định hành động để ổn định tình hình, ngăn ngừa xảy ra những cuộc đảo chính của các nhóm khác có thể đưa miền Nam vào khủng hoảng trầm trọng hơn. Để đối phó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh thuyên chuyển các tướng lãnh tư lệnh các vùng chiến thuật. Tướng Tôn Thất Đính từ vùng 2 chuyển về vùng 3, tướng Huỳnh Văn Cao được đưa về vùng 4, tướng Nguyễn Khánh được đưa ra vùng 2, tướng Đỗ Cao Chí được đưa ra vùng 1, những tướng bị nghi ngờ thì được triệu về Sài Gòn giữ những chức vụ không có quân trong tay. Tướng Trần Văn Đôn làm cố vấn quân sự cho phủ Tổng thống. Hai lực lượng hùng hậu nhất mà chính quyền tin cậy là lực lượng đặc biệt do Đại tá Lê Quang Tung làm tư lệnh và Lữ đoàn Liên binh phòng vệ Tổng thống phủ do Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi làm tư lệnh, được bố phòng chặt chẽ nhằm sẵn sàng đối phó. Ngày 23 tháng 8 năm 1963, tướng Lê Văn Kim cho Rufus Phillips, Giám đốc Ủy ban Hoa Kỳ về phát triển nông thôn, biết có 1.426 tu sĩ Phật giáo bị bắt. Tất cả chất nổ và vũ khí tìm thấy trong các chùa là được gài vào. Dân chúng tin rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang giữ trách nhiệm đàn áp Phật tử và đang chuyển dư luận sang chống đối quân đội trong khi quân đội chỉ hành động như con rối trong tay cố vấn Ngô Đình Nhu, người đã lừa gạt quân đội trong việc ban hành thiết quân luật. Các lãnh đạo quân đội như tướng Tôn Thất Đính và Trần Văn Đôn không biết gì về các kế hoạch tấn công chùa Xá Lợi và các chùa khác. Chiến dịch đó thực hiện bởi lực lượng đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung và cảnh sát giã chiến theo lệnh bí mật của ông Nhu. Ngô Đình Nhu hiện nắm quyền kiểm soát và tướng Đôn đang nhận lệnh trực tiếp từ ông ta. Nếu tình hình này không sửa chữa và nếu dân chúng không được biết sự thật, quân đội sẽ bị tê liệt một cách nghiêm trọng trong cuộc chiến chống cộng. Ám sát nào? Tướng Đôn trả lời, được rồi, nếu anh không thích điều đó chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Chuẩn bị cho cuộc đảo chính, các tướng lĩnh tổ chức đảo chính đưa một số đơn vị quân đội trung thành với chính phủ Ngô Đình Diệm đi hành quân ở những vùng xa Sài Gòn để các đơn vị này không thể ứng cứu khi đảo chính xảy ra. Ngày 29 tháng 10, để vô hiệu hóa lực lượng đặc biệt lực lượng thiện chiến và trung thành với chế độ, tướng Tôn Thất Đính với tư cách tư lệnh quân đoàn 3, và cũng là tổng trấn Sài Gòn gia định, ra lệnh cho các đơn vị thuộc lực lượng này di chuyển ra khỏi Sài Gòn, truy quét cộng sản ở vùng Hố Bò, Củ Chi. Sáng ngày 31 tháng 10 năm 1963, tướng Tôn Thất Đính hạ lệnh cấm trại toàn thể quân đoàn vùng 3 chiến thuật và cử đại tá Nguyên Hữu có đem một đơn vị tới Bắc Mỹ Thuận tịch thu hết tất cả tàu bè để cản đường về thủ đô của bất cứ đơn vị nào của quân đoàn IV và vùng 4 chiến thuật. Chiều 31 tháng 10 năm 1963, đại tá Nguyễn Văn Thiệu, tư lệnh sư đoàn 5 đã dẫn hai trung đoàn dưới quyền cùng một tiểu đoàn pháo binh và một chi đoàn thiết giáp mượn cớ đi hành quân ở Phước Tuy nhưng lại dừng chân ở ngã ba xa lộ Biên Hòa và QL15 đi Vũng Tàu. Rằng Hoa Kỳ sẽ không làm bất cứ điều gì để bảo vệ Ngô Đình Diệm. Theo Việt Nam nhân chứng của Trần Văn Đôn thì các tướng Trần Thiện Khiêm nhận 500.000 đồng,
Tôn Thất Đính nhận 600.000 đồng, Đại tá Lê Nguyên Khang nhận 100.000 đồng, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu nhận 50.000 đồng, Đại tá Trần Ngọc Huyến thị trưởng Đà Lạt nhận 100.000 đồng. Tất cả có biên nhận rõ ràng. Số tiền còn lại được chia cho Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Nguyễn Hữu Có, Đỗ Cao Chí, Nguyễn Khánh, Trần Ngọc Tám. Ngay sau đó, tướng Dương Văn Minh đề nghị tất cả tướng lãnh tham dự vào cuộc đảo chính. Hầu hết các tướng lĩnh đều hưởng ứng, trừ 5 người đứng dậy phản đối. Đại tá Cao Văn Viên đứng dậy từ chối tham gia, nhưng khi thấy không có nhiều người hưởng ứng mình thì ông nói tiếp là sẽ không chống lại đảo chính, rồi lại ngồi xuống. 4 người khác phản đối gồm có Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, tư lệnh liên binh phòng vệ phủ tổng thống, Thiếu tá Nguyễn Đức Xích, tỉnh trưởng Gia Định, Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt và Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, ở không quân. Các ông bị bắt ngay sau đó và bị Đại úy Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tùy viên của tướng Dương Văn Minh, đưa sang tạm giam trong phòng cô lập các sĩ quan chống đối. Đêm đó, Nguyễn Văn Nhung đem Đại tá Tung và em trai là Thiếu tá Lê Quang Triệu, tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt ra nghĩa trang Bắc Việt tương tế ở sau doanh trại của Bộ Tổng Tham mưu. Nhung cùng một quân cảnh khác dùng lưỡi lê đâm tới tấp anh em Tung Triệu cho đến chết. Khi cả hai anh em Tung Triệu đã chết hẳn, Nhung ra lệnh vùi xác cả hai vào một đống cỏ rác. Tại vùng 4 chiến thuật, tướng Huỳnh Văn Cao lúc đầu nhất định không theo đảo chính. Ông đã cố gắng để liên lạc với Đại tá Bùi Dinh, tư lệnh sư đoàn 9 đóng ở Sa Đéc, và Đại tá Bùi Đình Đạm, tư lệnh sư đoàn 7 đóng ở Mỹ Tho đem quân về, nhưng sư đoàn 7 thì bị Đại tá Nguyễn Hữu Có đem công điện của Trung tướng Đôn về đoạt quyền tư lệnh của Đại tá Đạm. Kế tiếp ông Có đã đem quân sư đoàn 7 ra chặn ở ngã ba Trung Lương và cho rút hết các chiếc phà Mỹ Thuận để ngăn chặn sư đoàn 9 vượt sông Tiền Giang. Sau đảo chính, Huỳnh Văn Cao chỉ được giao các chức vụ không quan trọng, rồi phải giải ngũ vào năm 1966. Cao điểm lúc 12 giờ 10, tại Dinh Gia Long, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm được tin báo về cuộc đảo chính, ông và cố vấn Ngô Đình Nhu di chuyển xuống hầm bí mật đảo dưới Dinh Gia Long. Hầm này có phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách cho Tổng thống và cố vấn, và có địa đạo dẫn ra ngoài dinh. Tại đây ông ra lệnh cho các sĩ quan cận vệ liên lạc với các tướng Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính yêu cầu đến ứng cứu. Vào 1 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 năm 1963, tướng Mai Hữu Xuân kiểm soát được đơn vị của lực lượng đặc biệt đóng tại Tân Sơn Nhất, đồng thời tướng Xuân cũng đưa tân binh quân dịch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung về chặn các ngả đường tiến vào Sài Gòn. Trung tá Nguyễn Cao Kỳ nắm quyền tư lệnh không quân, Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lệnh không quân đang bị giam tại Bộ Tổng Tham mưu cho phi cơ phóng pháo bay lượn trên không phận Sài Gòn để uy hiếp các lực lượng chống đảo chính. Thiếu tá Nguyễn Bá Liên, cháu của Đại tá Đỗ Mậu, giám đốc nhà an ninh quân đội tham mưu trưởng lữ đoàn thủy quân lục chiến, ra lệnh cho hai tiểu đoàn dưới quyền vờ đi hành quân ở núi Thị Vải, Bà Rịa, rồi bất ngờ chuyển hướng về Sài Gòn chiếm tổng nha cảnh sát, bộ nội vụ, nha truyền tin. Quân đảo chính do Đại tá Phạm Ngọc Thảo sau hai lần tấn công đã chiếm được đài phát thanh Sài Gòn. Sau khi chiếm đài phát thanh, quân đảo chính thông báo danh sách những tướng lĩnh tham gia đảo chính. Hầu hết các tướng lĩnh đều có trong danh sách này ngoại trừ tư lệnh các quân đoàn 2, quân đoàn Y và quân đoàn IV. Quân đảo chính cũng phát lời hiệu triệu đại ý, gồm có lời tuyên bố lý do quân đội phải đứng lên lật đổ chế độ, lời kêu gọi ông Diệm đầu hàng, lời hứa sẵn sàng để cho ông Diệm xuất ngoại và lời hiệu triệu quốc dân đồng bào đoàn kết làm hậu thuẫn cho cuộc đảo chính. Về cái mạnh và cái yếu của chế độ, và tìm ra con đường củng cố lại chế độ, tướng Đôn, có lẽ đã quá trễ để bàn luận việc đó. Thưa cụ, ông Diệm, chưa bao giờ là trễ, do đó tôi mời tất cả các anh đến dinh cùng bàn vấn đề, vạch ra một giải pháp được cả đôi bên chấp nhận. Tướng Đôn, thưa cụ, tôi phải hỏi lại ý kiến những người khác xem sao. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, ông Diệm gọi lại tướng Đôn, nhưng được tướng Đôn thông báo sự khước từ của phe đảo chính. Họ đòi hỏi hai anh em ông Diệm phải rời khỏi nước. Ông Diệm đồng ý nhưng đặt một điều kiện, phe đảo chính phải chấp nhận cho ông các nghi thức danh dự ra đi của một tổng thống, nhưng bị từ chối. Ông Diệm, tôi là một tổng thống dân cử của quốc gia. Tôi sẵn sàng từ chức công khai, và tôi cũng sẵn sàng rời khỏi nước. Nhưng tôi yêu cầu các ông dành cho tôi các nghi thức danh dự ra đi của một tổng thống. Tướng Đôn, suy nghĩ một lúc thật sự, tôi phải nói rằng chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của cụ về điểm này. Ông Diệm, thôi được. Cảm ơn. Ngô Đình Nhu khẽ nhíu mày lên tiếng, không thể đón tổng thống bằng một chiếc xe như vậy. Để tôi liên lạc với ông Đôn, ông Đính coi xem. Đại tá Lắm khẽ nhún vai, tôi không biết. Đây là lệnh của Trung tướng Chủ tịch, Đại úy Nhung liền oang oang, xin mời hai ông lên xe ngay cho đi. Mặt cố vấn Ngô Đình Nhu đỏ bừng, giọng rất quyết liệt, không được. Để tôi hỏi lại ông Minh, ông Đôn.
tôi đi xe nào cũng được, nhưng còn Tổng thống, Đại úy Nhung, ở đây không còn Tổng thống nào cả. Ngay lập tức, viên đại úy này bảo hai quân nhân chạy đến đẩy hai ông lên xe và kéo cửa lên. Trên đường về bộ Tổng tham mưu, Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị hạ sát. Thi hài của hai ông được đưa vào bệnh xá của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa để khám nghiệm. Theo chứng nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, giám đốc bệnh xá và cũng là người đã tiến hành vụ khám nghiệm thì hai ông Diệm, Nhu bị bắn từ sau gáy ra phía trước. Xác Tổng thống Ngô Đình Diệm có nhiều vết bầm, chứng tỏ đã bị đánh đập trước khi bắn. Xác Ngô Đình Nhu bị đâm nhiều nhát, áo rách nát và đầy máu. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 11, Đài phát thanh Sài Gòn loan một tin vắn tắt, anh em ông Diệm bị bắt tại Chợ Lớn, và đã tự tử. Dư luận không tin là anh em ông Diệm tự sát, vì ai cũng biết, cố Tổng thống Diệm là một người ngoan đạo, mà đạo Thiên Chúa cấm tự sát. Thi hài anh em Tổng thống Diệm được âm thầm an táng trong vòng thành bộ Tổng tham mưu, về sau thì di rời ra Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi, với sự hiện diện của người cháu gái và làm thủ tục khai tử tại quận Tân Bình. Về nghề nghiệp của Tổng thống Ngô Đình Diệm được ghi là Tuần Vũ và ông Nhu là quản thủ thư viện. Ngô Đình Cần bị bắt và tử hình. Ngô Đình Cần bị kết án tử hình ngày 22 tháng 4 và đem ra bắn lúc 18 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5 năm 1964. Với việc xử tử Ngô Đình Cần, coi như toàn bộ các nhân vật chủ chốt của gia đình họ Ngô đã bị giết trong cuộc đảo chính, chỉ trừ vợ Ngô Đình Nhu là Trần Lệ Xuân và người anh Ngô Đình Thục thoát nạn do đang ở nước ngoài. Ông được chôn cất tại Nghĩa Trang Bắc Việt Tương Tế, gần sân bay Tân Sơn Nhất, về sau quy tụ về Nghĩa Trang Lái Thiêu tỉnh Bình Dương, nằm chung với hai anh Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và mẹ Phạm Thị Thân. Phản ứng của những người có liên quan 4 giờ chiều ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi được thông báo anh em Tổng thống Diệm đã bị giết, Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge đã vui vẻ thốt lên bằng tiếng Pháp, C'est formidable. C'est formidable, thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Tuy nhiên không phải ai cũng vui như thế. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ thời điểm này là trung tá cũng như nhiều người khác cảm thấy bất nhẫn khi nghe tin hai ông Diệm Nhu bị thảm sát. Ông Kỳ viết, "I was shocked and angry, however, the next day when I learned that Diệm and Nhu had been shot to death, but killing him was not necessary, and if I had known that murder had been on the conspirator agenda. It was too late to go back, but with this killing I lost what little respect I once had for general. It's so how fearful they were of maintaining power, tôi đã rất sốc và buồn bực, nhưng ngày hôm sau tôi biết rằng Diệm và Nhu đã bị bắn mà chết. Nhưng giết ông ấy là không cần thiết, và nếu tôi biết rằng vụ sát nhân đã được chuẩn bị trong âm mưu nghị sự, thật là quá trễ để quay đầu, nhưng với chuyện sát nhân này tôi đã mất đi sự tôn trọng nhỏ mà tôi đã từng có với các tướng. Nó cho thấy sự đáng sợ thế nào trong cách mà họ duy trì quyền lực." Theo Đại tướng Maxwell Taylor, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ John F. Kennedy luôn kiên trì chủ trương trục xuất Ngô Đình Diệm ra khỏi Việt Nam là đủ rồi và đã dặn dò đảo chính, chứ nên đổ máu, nhưng sự thực xảy ra hoàn toàn trái ngược với ý nguyện của ông. Khi biết Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính và giết chết, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị choáng váng và ưu tư thoáng buồn. Đại tướng Maxwell Taylor cho biết về thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ sau khi nghe tin anh em Ngô Đình Diệm đã bị phe đảo chính giết chết. Đang ngồi, Tổng thống Kennedy cứ nhấp nhổm không yên. Sắc mặt ông trắng bệch, kinh ngạc và buồn rầu. Tôi chưa từng thấy ông gặp tình cảnh như thế này bao giờ. Maxwell Taylor nghe tin Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết, Tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch Hương Tiếc nói rằng người Mỹ có trách nhiệm nặng nề về vụ ám sát xấu xa này, Trung Hoa Dân Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp. Tôi khâm phục ông Diệm, ông xứng đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu. Tưởng Giới Thạch, cái chết của anh em Ngô Đình Diệm cũng đã làm cho các lãnh tụ Á Châu, đồng minh của Mỹ giật mình. Tổng thống Hồi Quốc Pakistan Ayub Khan đã nói với Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon. Cuộc thảm sát Tổng thống Ngô Đình Diệm đã khiến các lãnh tụ Á Châu chúng tôi rút ra được một bài học khá chua chát, đồng minh với Mỹ thật nguy hiểm. Có lợi hơn nên đứng thế trung lập, và có lẽ hữu ích hơn nữa khi là kẻ thù của Hoa Kỳ. Tổng thống Ayub Khan chết tại trại Hoàng Hoa Thám của lữ đoàn nhảy dù. Sĩ quan báo chí Bộ Quốc phòng của Nguyễn Khánh chính thức tiết lộ thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tổng quát và tùy viên của Trung tướng Dương Văn Minh bị bắt giữ hồi đêm 30 tháng 1 và giam tại lữ đoàn nhảy dù trại Hoàng Hoa Thám, ông Nhung tự vận bằng dây giày. Vợ thiếu tá Nhung cho biết khi khâm liệm ông Nhung, bà thấy trên người ông có hàng chục vết bầm tím, có vết còn in nguyên dấu đế giày. Bà khẳng định chồng bà bị tra khảo đến chết chứ không phải tự sát bằng dây giày.
Theo báo Dân Ý xuất bản ở Sài Gòn thì thiếu tá Nhung đã bị đá bể lá lách sau khi ông đã khai tất cả những bí mật trong vụ thanh toán anh em Tổng thống Diệm. Lời khai của ông được thâu băng và trao cho tướng Khánh. Tướng Thi viết trong hồi ký của ông, tôi được tin, không khỏi ngậm ngùi cho số kiếp của một sĩ quan trung thành với cấp trên, không lường được hậu quả to lớn của việc mình làm, không có ý thức chính trị hướng dẫn, đến khi một mình chịu tội một mình thác oan. Dương Hiếu Nghĩa trong cuốn Nam Việt Nam năm 1954 đến năm 1975, những sự thật chưa hề nhắc tới, các tác giả đã buộc tội thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa là đao phủ thủ thứ hai trong vụ ám sát Tổng thống. Theo cuốn A Dead in November, cái chết vào tháng 11 của tác giả Alan G. Hemmer viết trong khi chiếc thiết vận Sa M113 dừng lại ở trước đường xe lửa trên đường Hồng Thập Tự, đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay, thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa đứng trên cửa xe lia một tràng tiểu liên vào hai anh em Tổng thống Diệm. Rồi đại úy Nhung rút súng câu ra bắn thêm mấy phát vào đầu Tổng thống Diệm và cố vấn Nhu, sau đó tiếp tục rút dao găm đâm nhiều nhát vào ngực hai ông. Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa phủ nhận việc giết hai ông và nói rằng mình không ngồi trên xe chở ông Diệm và ông Nhu lúc đó. Và thiếu tá Nghĩa cũng lý luận rằng nếu chính ông đã giết ông Diệm và ông Nhu, người ta cũng giết ông như giết Nguyễn Văn Nhung rồi. Nhưng nhiều người vẫn tin lời tường thuật của bà Ellen G. Hemmer vì thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa là một thành viên Đảng Đại Việt vốn có thâm thù với chính quyền Ngô Đình Diệm, và sau này khi ngồi ghế phụ thẩm quân nhân của tòa án cách mạng, đã tham gia xét xử và tuyên án tử hình ông Ngô Đình Cẩn. Trong chương Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, từ cuốn Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm thì nhiều nhân chứng đã thấy thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa lau bàn tay với máu trước khi vào báo cáo với tướng Dương Văn Minh. Đại úy Đỗ Thọ, sĩ quan tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đặt vấn đề, đáng ra trong hồ sơ khẩu cung sau ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964, thiếu tá Nhung phải khai thêm một sĩ quan đồng lõa tên Nghĩa, Dương Hiếu Nghĩa nữa, nhưng không hiểu tại sao thiếu tá Nhung lại không tiết lộ. Thống Diệm, nhưng chưa biết phải giết người nào thì lại thấy tướng Thu đưa lên hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái, với hai ngón khép lại với nhau, chỉ vào hai ngón tay của bàn tay phải giơ lên. Họ nghĩ rằng ông ra lệnh giết cả hai anh Ngô Đình Diệm. Và khi đoàn xe chở hai ông Diệm, Nhu đã chết về đến Bộ Tổng Tham Mưu thì thiếu tướng Mai Hữu Xuân đưa tay chào tướng Dương Văn Minh và nói, Mission accomplished. Sứ mệnh đã hoàn thành. Và nhiều người nhận định là đại úy Nhung, sĩ quan cận vệ của tướng Dương Văn Minh, không thể nào dám hạ sát hai ông Diệm, Nhu nếu không có lệnh của tướng Minh. Trưởng Kiến Phong, người đã trả lời phe đảo chính, tôi là con nhà Nho, việc gì cũng phải có trước có sau. Mới đây được Tổng thống tin cậy cho làm tỉnh trưởng, mà nay ủng hộ đảo chính, sao tôi làm được, bị cách chức. Sau đó ông trở thành chủ hãng phim, chủ tờ nhật báo độc lập rất giàu có. Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống, người chỉ huy vệ binh bảo vệ dinh Gia Long chống quân đảo chính, thời điểm đó trung tá tư lệnh Nguyễn Hữu Khôi đang bị giam tại bộ tổng tham mưu, bị nha an ninh quân đội bắt giam hơn một tháng. Về sau phải nhờ đại tá Nguyễn Văn Quan, phụ tá Dương Văn Minh, người cầm đầu đảo